Chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu các bác một cặp loa rất là đẹp của Bô 501CD3. Cặp này thì em về nhiều nhiều lắm rồi, nhiều lắm lắm luôn. Và đương nhiên là các shop khác cũng về rất là nhiều, nhưng mà hàng cũ thì nó chả giống nhau, không có cặp nào giống nhau các bạn. Hàng mới còn chưa chắc đã 100% giống nhau hết, bởi vì làm dây chuyền thì đương nhiên tất cả mọi cái nó y xì nhau thì cũng có thể, nhưng mà nó cũng có một tí gì đấy gọi khác khác nhau, huống chi là hàng cũ. Cặp loa hôm nay thì về thì em khách quan em đánh giá là nó rất là đẹp, đẹp từ căng lẫn thùng, đẹp từ loa luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, căng tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Cặp này thì hôm nay thằng Audio sẽ phối với con Omni The Nông 690, còn PMA 690. Cứ đọc PMA mà của Denon thì là anh em hiểu ngay nó là dòng stereo, tức là dòng hai kênh. Đó, đây là con 690. Rất là đẹp nhá. Các bác nhìn những cái lúm volume rồi lúm chuyển kênh của nó thì đường viền nó có một cái đường viền mạ vàng. Nhìn rất là chất. Con âm ly này điện 100V, made in Japan. Con này thì nó đánh loa Mỹ khá là hay, tiếng nó rất là bay và lực. Đấy. Cái cấu hình Bô 501 C3 hoặc là trơn hoặc là C2 hoặc C4 thì nó đều là cặp loa nghe nhạc và hát karaoke rất là hay các bác nhé. Nó sở hữu bass 25. Và dòng 501 ý, thì tiếng bass của nó rất là mềm, rất là mềm các bạn. Mà tại sao mà Bô gia đình nó không sản xuất bass to hơn bass 25 thì cái đấy cũng chưa ai lý giải được. Nhưng mà theo cái quan điểm của em thì nó liên quan đến cái công nghệ. Không phải người ta không làm được, mà cái chất của Bô ấy, các bác để ý nhá, tháo Bô ra nhìn củ Bô nó cũng rất là bình thường thôi. Và xương của loa Bô ấy, thì chủ yếu nó cũng chỉ là xương sắt thôi, chứ nó không phải xương đúc ghê gớm như những dòng Onkyo hay Diatone đâu. Các bác nào mà chơi và tháo ra rồi, và em đã làm clip tháo ra cho các bác xem đấy, thì nó như vậy. Nhìn nó rất là bình thường đó, nhưng mà nó ăn nhau ở cái công nghệ làm từ tính của cái củ từ của cái nâm châm ấy. Nó lúc nào vậy đấy, nó ăn nhau ở đấy. Nó rất đơn giản, nhỏ, gọn, nhưng mà tiếng của nó thì thật sự là thôi rồi. Đấy, nó không cần làm cái đường kính bát lớn, không cần làm cái nón loa phải lớn, đường kính phải thật sự là lớn, củ phải thực sự là gấu, thùng phải to như những cái dòng loa Nhật, nhưng tiếng bass của nó vẫn hay. Nó liên quan đến công nghệ. Và đương nhiên là công nghệ âm thanh của Nhật thì cũng chỉ học được từ âm thanh của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đặc biệt là các bác biết rồi, là sau hai cái quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki ấy, Nhật đầu hàng Mỹ vô điều kiện. Thì các bác biết rồi, thì rất là nhiều những cái ngành công nghiệp của Nhật Bản được gọi là Mỹ gọi là đứng sau và gia công những cái sản phẩm cho Mỹ, thì người Nhật người ta học được rất là nhiều. Công nghiệp âm thanh của Nhật cũng học được Mỹ. Ở châu Á mình có Nhật, công nghiệp âm thanh học được Mỹ. Hàn Quốc, công nghiệp âm thanh học từ Mỹ. Và Đài Loan không phải công nghiệp âm thanh học từ Mỹ, mà nó là công xưởng của loa Mỹ ở những cái thập niên thời hiện đại sau này. Đài Loan này, made in Đài Loan này. Các bác nào mà đang ở bên Đài Loan sẽ biết made in Taiwan, những công xưởng loa đồ điện tử sản xuất của Mỹ đặt ở rất là nhiều luôn. Anh em thử nghe chất âm của bộ này nhá. Sẽ có dịp em sẽ nói qua về cái tiến trình lịch sử âm thanh của tất cả những cái hãng trên thế giới. Những cái đấy em đọc rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Con nàng tiên đẹp nhất đem điếu một vòng hoa, nụ cười nàng lời la. Anh đưa tay lắm tay cho mắt em dừng, vì ghen anh biết ngờ. Thôi nhé, sau lần hai hành này anh về em ghét anh. Không thèm ra đâu.
ố kìa tàu đang đi, đột nhiên trời giông bão, chiến hạm anh đã nhào. Cho em tình mộng ngây, mỹ còn hơi nước mắt, thì ra em nằm mơ. Rồi nhiều lòng ghi nhớ, sao nỡ ngờ oan anh. Rồi.